bé heo, bảo bối và mẹ ly. No 15 11 cũng có thể tính nha, cho anh tính nha. Đám cưới của vợ chồng anh ba từ đó là giỡn ngay, hay ngăn, với lại Ủa khoan, anh đâu có biết, anh đâu có biết cái này được nói xấu nhau đâu. Tự nhiên xấu có nghĩa là ba từ nghĩ tới ba thì trong đầu mẹ sẽ có ba từ. Vậy đó. cho làm lại được không mọi người? Cho nói lại khúc này lùng. Trắng. Không, dở, ok. Vớ, nón, nước hoa. Kem. Mỹ phẩm. Mỹ phẩm với kem là một. Ủa vậy hả? Mỹ phẩm, đồ make up đâu có tính là mỹ phẩm đâu. Sao là một được nữa? Là một. Nói chung là đồ skin care là một, với lại một cái đồ để make up là hai, với lại cái thứ ba. Hả? Túi xách. Ok. Cabin thì tình cảm nè. Hơi kỹ tính một xíu nên là hơi sợ dơ. Với lại cuối cùng là lém lỉnh. Bản thân mình hay nghe có mà kể đi. Cái bài mà hai vợ chồng mà sáng nào đưa con mình đi học đi ăn sáng cũng nghe hết là Waiting for You của Mono. Mono, con mình rất là thích tiếng Mono nha. Bài thứ hai, bài gì nè ta, cái bài bài đúng rồi, bài của anh Carrick với lại anh Only C, là Có chơi có chịu. Và bài cuối cùng, nói chung là cái playlist nó nhiều lắm, nhưng mà nhớ nhất là hai bài đó, tại lúc nào cũng play đầu tiên hết, với lại replay. Ôi. Mẹ yêu ba, mẹ thương ba. Sao mà bình thường những cái lời yêu thương của nhà này ngộ lắm, kêu bé heo thôi cũng đã là thương nhau rồi, kêu ba, nói chung là với hai vợ chồng hay giỡn với nhau lắm, cho nên thành ra theo mình thấy nha, lời yêu thương không hẳn là ba yêu mẹ, mẹ yêu ba hay là cái gì hết á. Nó là cái hành động, nó sẽ là những cái gì mà mình cho người bên cạnh mình thấy mỗi ngày thôi. Nó chắc là đó sẽ là lời yêu thương to lớn nhất rồi. Bữa giờ chế khoai cái này là không có làm được nha. Không có làm được. Nhưng bữa giờ ba với mẹ chế được cách hung nhau rất là tốt. Một buổi sáng đẹp trời tự nhiên mẹ đi đòi ba hôn mẹ đi xong rồi hôn má nhau á. À, không có đòi nha, không có đòi, tự ba tự. Làm ơn anh cho em xin zoom lại vô phút này anh. Em nói là hôn nhau á là hôn má, nhưng mà hôn kiểu lật qua lật lại lật tới lật lui là hai đứa có thể hôn nhau liên tục luôn giống vậy nè. Mọi người giờ nên thử nha. Đó, vậy là đó, rất là hiệu quả. Đón xem chương trình Thử thách lớn hơn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.